quốc chi phù thủy sám thủy cá bão rác hắc phù thủy học đồ. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Âm u ẩm ướt hầm, rêu xanh mọc đầy tường đá. Khe đá khe hở kéo dài ra hai cái xiềng xích đem ăn tôn còn nhỏ thân thể treo ở giữa không trung. Hắn thở dốc đến thật giống một cái bể gió, cặp mắt vô thần nhìn chăm chú góc tối một cái ô hàng rào thông khí cửa sổ nhỏ ánh mặt trời từ nơi đó rải rác, trong cột ánh sáng nhảy lên bé nhỏ tinh linh. Xuyên ruột đục xương, Crucio, ma chú ánh sáng ở tối tăm hầm bên trong lấp lóe. A, à, tôn cắn răng, không để cho mình phát sinh tiếng gào đau đớn, tầm mắt của hắn từng chút trở nên tối tăm hoảng hốt. Đây là chịu đựng cái thứ mấy, Crucio. Không nhớ rõ, nhưng hắn biết, hắn lần này khả năng thật sự sắp chết rồi ta không biết nơi này đúng hay không Harry Potter thế giới, nhưng ta khả năng không chờ được đến Hogwarts cú mèo đưa tới cho ta thư thông báo trúng tuyển. Tầm nhìn bên trong cái kia màu đen mũ trùm phù thủy bào bóng người dần dần đi vào trong bóng tối. Ăn tôn thở ra một hơi, trầm trọng mí mắt tầng tầng khép lại, đầu buông xuống. Lại lần nữa khi tỉnh lại, đã không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy bị xiềng xích treo nơi ở truyền đến thấu xương đau đớn dường như muốn nứt ra rồi như thế. Ha ha, ăng tôn phát sinh một trận tiếng cười, ta không chết, hắn, lại ở cái này lão phù thủy to to nhỏ nhỏ ác chú bên trong còn sống. Hai tháng trước, hắn xuyên qua đi tới cái này không bình thường anh quốc thành một cái hắc phù thủy học đồ. Xác thực nói, tên là học đồ, kỳ thực là vật thí nghiệm, lang nhân mồi nhử, túi xả giận, miễn phí tôi tớ hắn là lão phù thủy đông đảo học đồ bên trong duy nhất sống sót cái kia một cái. Ăn tôn thừa dịp lão phù thủy uống say thời điểm tránh được chạy vài dặm anh, cho rằng chạy thoát hắn, chúng đời này phát thứ nhất xuyên ruột đục xương, crucio. Loại cảm giác đó, thật sự thật giống mấy cây đao ở trong thân thể đâm đến đâm đi. Khi đó hắn cho người xuyên Việt mất mặt, hắn vừa kêu rên, vừa ăn nói khép nép khẩn cầu lão phù thủy tha thứ lão phù thủy rộng lượng tha thứ hắn, cũng nhường hắn độc thân đi ở âm u rừng rậm bên trong, ý đồ mê hoặc thích tập kích tiểu phù thủy lang nhân. Hiệu quả phi thường tốt, lão phù thủy được một con to khỏe lang nhân, mà ăn tôn, trở thành lão phù thủy học đồ. Một cái hơi hơi biểu hiện không tốt chính là một phát ác chú rằn vặt học đồ cọt kẹt tương đương, lâu năm thiếu tu sửa hầm cửa gỗ phát sinh tiếng vang chói tay, lượng lớn tia sáng tràn vào, ăng tôn con mắt nhất thời bị kích thích đến nước mắt giàn rụa. Tràn đầy bẩn thỉu màu đen phù thủy bào dần dần tới gần, túi lớn mũ che khuất khuôn mặt chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy một cái sống mũi cao. Lão phù thủy rũi da trắng xám, tràn đầy nếp nhăn tay. Trong tay nắm một cái mười tấc anh nâu đỏ sắc ma trượng nhẹ nhàng vung vẩy, xiềng xích phần cuối nút buộc tự mình mở ra, đùng kỷ một tiếng, ăn tôn ngã xuống đất. Lão phù thủy cúi đầu nhìn hắn, phát sinh già nua mà chói tai cười nhẹ âm thanh, tuổi trẻ tiểu phù thủy trải qua ma lực bạo phát sau, nếu như không sử dụng ma trượng học tập ma chú hơn nữa sắp xếp tử vong bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm, ngươi còn chưa tới 11 tuổi, thể nội ma lực đã sôi trào đến điểm giới hạn, không phải là sẽ biến thành Obscurus mà, Anton biết. Hắn tuy rằng không có xem qua Harry Potter tiểu thuyết hoặc là điện ảnh, nhưng tiểu thuyết mạng xem không ít. Nhưng mà hắn qua lâu rồi cái kia mới vừa xuyên qua thời điểm cảm thấy người xuyên Việt không gì không làm được thời khắc, lúc này chỉ là yên lặng xoa cổ tay ngươi là ta hết thảy học đồ bên trong có năng khiếu nhất một cái, phải nghe lời, ta sẽ dạy ngươi ma chú, ăn tôn trong lòng hơi động, vội vã bỏ lên, giả vờ một bộ kích động dáng vẻ ta. Ta, lão sư, ta sai rồi, lão phù thủy hiển nhiên rất hài lòng biểu hiện của hắn, đi nấu cơm đi, đừng tiếp tục không cẩn thận đem tươi đẹp nấm bỏ vào. Ăn tôn ngữ khí càng kính cẩn, sẽ không có lần sau, ừm, lão phù thủy nhẹ nhàng đi. Anton tôn hít mắt nhìn mặt đất, khóe miệng hơi bốc lên. Hắn không biết cái này lão phù thủy thực lực ở Harry Potter thế giới bên trong mạnh bao nhiêu, nhưng tuyệt đối là một cái quỷ nghèo. Có lúc khổ cực tích góp một ít tài liệu đều bị cầm đổi thành thí nghiệm tài liệu. Như vậy, có hay không mang ý nghĩa lão phù thủy chỉ có một căn ma trượng đây? Nếu như hắn thừa dịp dạy học thời điểm, một cái bẻ gãy ma trượng, có phải là hắn hay không muốn đối mặt cũng chỉ là một cái phổ thông tao lão đầu tử. Đây là cái cơ hội, nhưng nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Ăn tôn cho mì sợi thêm nấm độc sự tình, sợ là đã gây nên cái này lão phù thủy cảnh giác. Từ từ đi, ăn tôn thở ra một hơi, hắn có đầy đủ kiên trí. Dãy rựa đi tới hầm bậc thang đá, mở ra cửa lớn, ánh mặt trời đâm thủng rừng rậm bên trong sương mù đem hết thảy đều chiếu lên sáng sủa. Từng bước từng bước đi tới tường che sân nhỏ góc tối trong phòng bếp, chứa tiểu mạch phấn túi phải đặt ở kệ bếp góc tối, xem cái kia khô quắt dáng vẻ, bên trong đã còn lại không nhiều. Trong bình gốm dầu cừu cũng chỉ còn một cái đáy, liền ngay cả muối ăn đều chỉ có một tí tên quỷ nghèo này, ăn tôn lại lần nữa nhổ nước bọt. Lần trước lão phù thủy ăn chán mì vẩy dầu cùng bánh bao, phát rất lớn tính khí, ăn tôn ảo não chạy đến rừng rậm bên trong hái nấm cho hắn thêm nguyên liệu. Đúng, thêm nguyên liệu. Một tiểu bụi nhỏ xem lên đẹp như mộng ảo nấm. Ăn tôn nhận ra loại này, bởi vì soạt video ngắn thời điểm có xem qua phổ cập tri thức, nấm tán giết ruồi, ăn sau chỉ có thể hơi hơi tiêu chảy, hôm sau liền sẽ khôi phục đến ngày thứ ba, chết. Không có thuốc nào cứu được loại kia. Có bài ca là như vậy hát, dù đỏ, thân trắng, ăn xong nằm quan tài. Quan tài, lên núi chôn Ăn tôn rất chờ mong tự tay đem lão phù thủy chôn vào núi rừng bên trong thời khắc. Đáng tiếc, dù cho hắn biểu hiện lại tự nhiên, lão phù thủy vẫn là cực kỳ thần kỳ cảnh giác đến nguy hiểm ta không biết, ta không hiểu, ta còn chỉ là đứa bé a. À. dù cho ăn tôn tận lực giải thích, lão phù thủy vẫn là đưa cho hắn vài cái crucio. Hắn không biết lão phù thủy tại sao đột nhiên muốn dạy hắn ma chú, nhưng hắn từ trước đến giờ không sợ lấy lớn nhất ác ý đi đánh giá cái này hắc phù thủy. Thông thạo làm mì, nhóm lửa, dội dầu. Ăn tôn đầu tiên là chính mình làm một bát lớn xuống, này mới bưng còn lại một bát mì nhỏ hướng đi phòng nhỏ nếu như không sớm ăn, cái này lão phù thủy tuyệt đối sẽ không để cho hắn ăn cơm thời gian. Lão sư, nên ăn cơm, lão phù thủy gật gật đầu, từ lượng lớn giấy da dê bên trong ngẩng đầu lên, không có đeo mũ trùm thời điểm, tóc trắng phơ cùng tròm dâu bạc phơ có vẻ đặc biệt chói mát. Trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, viền mắt sâu sắc lõm lõm xuống, tròng mắt màu xanh lam nhạt con xem ra rất thâm thúy hắn chậm rãi quay đầu liếc nhìn mì vẩy dầu trầm mặc chốc lát này mới đi tới cầm lấy cái thìa người đi thu thập một hồi chúng ta chờ một hồi đi hẻm nocton hẻm nocton ăn tôn trợn to hai mắt lần này rốt cục xác định đây chính là harry potter thế giới chính là không biết hiện tại là cái nào một năm hắn xuyên việt tới đều là theo cái này lão phù thủy khắp nơi lang thang đi đều là hoang tàn vắng vẻ vùng ngoại ô có lúc gặp phải một ít cổ quái kỳ lạ người tụ lại cùng nhau hội nghị hắn cũng không dám theo người khác nhiều lời dù cho một chữ nhất thiết phải là harry potter thời đại hắn âm thầm cầu khẩn cũng không phải là hắn thích harry potter đứa trẻ này mà là vào lúc này đời thứ nhất đại ma vương bị giam tiến vào ngục giam đời thứ hai đại ma vương khắp nơi thoát thân chỉ cần nghĩ biện pháp tiến vào Hogwarts đọc sách liền có thể thu được đối lập yên ổn sinh hoạt. Hắn đã chịu đủ lắm rồi loại này lúc nào cũng có thể sẽ bị giết chết tháng ngày. Tấu chương xong, Hogwarts chi phù thủy sám thủy cá bão giác hẻm Norton. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Lão phù thủy xưa nay không ở một chỗ đặt chân quá lâu, cái nhà gỗ nhỏ này nguyên bản là thuộc về một cái bỏ đàn sống riêng đốn củi công theo lão phù thủy một phát ma chú, cấp tốc ngã sụp xuống. Cạc cạc cạc, lão phù thủy bất lương cười, đi thôi, ăn tôn bĩu môi, sau đó không dự định trở về, cũng không cần thiết đem nhà dỡ xuống a à, quả thực là thiên nhiên kẻ ác. Hắn nhọc nhằn kéo to lớn cái dương theo sau lưng, này khẩu màu nâu thuộc ra cái dương xem ra có chút cũ nát, kích cỡ so với hắn tuổi nhỏ thể trạng còn lớn hơn trong dương bị phóng thích một cái vô ngân mở rộng chú, bên trong chứa lão phù thủy hết thầy tư liệu nghiên cứu cùng gia sản, còn có một cái giam lang nhân lồng sát. Cái dương không nặng nhưng ăn tôn trước bị treo ở giữa không trung, chỗ cổ tay xé rách giống như đau đớn, chỉ có thể đi một bước dừng một lát. Lão phù thủy quay đầu lại cau mày liếc mắt nhìn hắn, cuối cùng vung vẩy ma trượng. Sức mạnh tăng gấp bội. Ăn tôn chỉ cảm thấy trái tim rầm rầm nhảy đến lợi hại, thậm chí có thể cảm nhận được lỗ tai sau một cái mạch máu ở bay nhảy bay nhảy cổ động. Thân thể bơi lội băng băng lạnh cảm giác, trong tay cái dương đột nhiên nhẹ nhàng dường như một hộp bánh bích quy. Cho tới chỗ cổ tay đau xót, chỉ được chữa trị như vậy từng tiêm một. Nếu nâng được, liền đi nhanh lên một chút, lão phù thủy hơi không kiên nhẫn, ăn tôn vội vã bước nhanh theo sau hắn đi ở sau lưng nhìn lão phù thủy bóng lưng cau mày trầm tư dựa theo hắn xem qua harry potter tới nói mới vừa lão phù thủy phóng thích ma chú có rất nhiều lựa chọn tỉ như chữa trị như lúc ban đầu đem hắn cổ tay thủ đoạn trị hoặc là dùng trôi nổi chú nhường cái dương bay lên như vậy tại sao không cần Ăng Tôn có một cái lớn mật suy đoán, sẽ không phải là cái này dã con đường phù thủy không có trải qua học viện phái giáo dục, căn bản không hiểu làm sao phóng thích này hai cái thần chú đi. Này có thể quá thú vị. Hắn quyết định tiếp tục quan sát. Nhìn cái này phù thủy đến cùng đúng hay không dã con đường, nếu như là, là không phải có thể nói rõ, hắn không hiểu được cao thâm nhất không trượng thi pháp đây hắn không dám võ đoán, không ngừng nhắc nhở chính mình nhất định phải cẩn thận cẩn thận nữa. Hắn chỉ có một cơ hội, lão phù thủy phát hiện mình dự định phản kháng, tuyệt đối sẽ tại chỗ giết chết hắn. Đi một dặm anh sơn đạo, rốt cục đi tới một cái rộng rãi đường xi măng bên đường. Không lâu, một chiếc xem ra rất có phục cổ phong màu xanh ngọc bảo xe con đứng ở trước mặt, chỉ chốc lát sau, lại lần nữa khởi hành dọc theo đường cái chạy như bay, cuối cùng ở London Westminster khu Charing Cross Road một nhà loại cỡ lớn cửa tiệm sách ngừng lại. Người chủ xe kia một mặt mê hoặc xem hướng bốn phía thoáng như như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như hoang mang cầm điện thoại di động lên. Uy, thân ái, ta không phải cố ý đến muộn, ta gặp phải một cái chuyện thần kỳ, ta dĩ nhiên trở lại nội thành. Không không không, ta không phải vẫn không có xuất phát, thân ái ngươi nghe ta giải thích, uy. Uy, ở bên cạnh hắn, lão phù thủy đẩy cửa xe ra đi xuống, ăn tôn xốc lên xe cốp sau, nhấc theo dương hành lý theo sau lưng. Hai người yên tĩnh hướng về cửa hàng sách bên một nhà tan cũ ba nhỏ đi đến. Trên người ăn mặc quái dị không có gây nên bất luận người nào chú ý, thậm chí có một cái gọi điện thoại người trung niên kém chút trước mặt va vào ăn tôn. Gần giống như căn bản không có người nhìn thấy hắn như vậy licky codron cũ nát bảng hiệu lên viết mấy chữ này lão phù thủy không phải đến tiêu phí không nhìn quán rượu lão bản tom bắt chuyện đi thẳng tới mặt sau tiểu thiên giếng dùng ma trượng gõ gõ vách tường gạch gạch tường như bị gây cao cấp đặc hiệu như thế lan lộ ra một cái cửa động dọc theo cửa động hướng ra phía ngoài nhìn tới rộn rộn ràng ràng đám người ở trên đường đi lại Nhẹ nhàng đá một cước thùng rác, đem nó di chuyển một chút vị trí, lão phù thủy như không có chuyện gì xảy ra đi vào. Dựa theo bình thường quy trình, ở trên thùng rác tường gạch hướng về lên số 3, lại hướng về ngang mấy lạng khối, cùng sử dụng ma trượng ở trên tường nhẹ nhàng gõ 3 lần. Khối này gạch liền sẽ run run cũng từ bên trong xuất hiện lỗ nhỏ, cuối cùng cửa động về biến thành ủi nói dẫn tới hẻm xéo nhưng mà nếu như di chuyển thùng rác vị trí đây vị này phù thủy dù cho không phải tu tập hắc ma pháp cũng nhất định là người chê quỷ ghét mặt hàng ăng tôn ở phía sau lườm một cái nhấc theo dương hành lý đi theo lão phù thủy hiển nhiên không dám ở hẻm xéo nhiều chờ nhanh chóng hướng về góc tối một cái âm u tiểu đạo đi vào nơi này họa phong đột biến ngay cả bầu trời đều trở nên âm u bầu không khí hai bên đường lớn siêu siêu vẹo vẹo tựa ở vách tường một bên xem ra liền không bình thường các phù thủy rất rõ ràng bọn họ tiến vào hẻm Nocton. ở chỗ này chờ lão phù thủy cướp đi trong tay hắn dương hành lý tuổi già thân thể nhọc nhằn kéo lấy hướng đi đầu hẻm cửa hàng thứ nhất ăn tôn chân mày cau lại hắn sẽ không trôi nổi chú đây là hắn ý nghĩ đầu tiên. Sao có thể có chuyện đó? Đây là cái thứ hai ý nghĩ. Con mắt của hắn hơi nheo lại. Đang lúc này, một đám líu ra líu díu đứa nhỏ ở hẻm nóc tần đầu hẻm ở ngoài hẻm xéo ngừng lại. Tất cả đều là hiếm thấy mái tóc màu đỏ. Một đôi sinh đôi chính ra sức khuyên bảo mẹ của chính mình, mẹ, có thể ngươi có thể đi nhàn nhã uống một chén trà chiều, chính chúng ta có thể đi mua mau cần phu nhân tiệm trường báo. Mà trượng chúng ta cũng có thể chính mình đi mua, mẹ của bọn họ hiển nhiên có chút ý động, do dự chốc lát, vẫn là không yên lòng hai người bọn họ, không được ta nhất định phải nhìn các ngươi. Ở phía sau bọn họ, còn có một cái xem ra theo ăn tôn sấp xỉ bé trai, mọc đầy tàn nhang mặt trợn to hai mắt ngơ ngác nhìn ngõ nhỏ bên trong ăn tôn. Ánh mặt trời rơi ra ở bé trai mái tóc màu đỏ lên, rơi ra ở trên tay hắn màu sắc rực rỡ kẹo que lên đáng chết! vị kiêm mẹ đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, liếc mắt đầu đầu cũng có ác ý ánh mắt hẻm nóc tần đầu hẻm. chúng ta tại sao có thể dừng ở chỗ này? nàng dục bọn nhỏ mau nhanh đi kéo một cái cái kia tàn nhang bé trai, john nhanh lên một chút tự nhiên đờ ra làm gì? john chừng mắt nhìn hiếu kỳ nhìn âm u ngõ nhỏ bên trong tiểu phù thủy vội vã đi theo. John Weasley, Anton tôn khóe miệng bốc lên lùi về sau một bước đi vào hẻm nocton âm u bên trong hắn biết hiện tại thời gian cụ thể vị này nhưng là harry potter tiểu thuyết ba cái nhân vật chính một trong mà hắn hai cái sinh đôi ca ca so với bọn họ lớn hai tuổi hắn nhưng là nghe được sinh đôi ồn ào muốn chính mình đi mua ma trượng nói cách khác hiện tại là harry potter nhập học hai năm trước hắn hiện tại có một cái biện pháp tốt nhất có thể chạy trốn lão phù thủy ma trường, chính là lao ra nắm lấy giòn mẹ, nói cho bản thân nàng là bị hắc phù thủy nắm lấy đứa nhỏ. Vị này tinh thần trọng nghĩa tăng cao mà thực lực tăng cao Molly, nhất định sẽ cứu hắn. Nhưng hắn có một nỗi nghi hoặc. Lão phù thủy biết hắn sẽ trốn, hơn nữa còn như vậy tùy ý nhường hắn chờ ở cửa, hắn thực sự không dám mạo hiểm. Ăng Tôn nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay, đinh trên cổ tay một cái phức tạp hình xăm trầm mặc không nói. Mấy cái đường cong cùng một cái hình vuông kết hợp đồ án, cộng thêm mấy cái xem không hiểu là văn tự gì phù văn. Hắn không biết đúng hay không cái này. Hắn đối với nguyên thân ký ức rất mơ hồ, thậm chí có thể nói trừ hầu như là bản năng ngôn ngữ ký ức, cái khác một mực không nhớ ra được chính mình là vài tuổi, tên gọi là gì, từ đâu tới đây, làm sao rơi vào lão phù thủy trong tay, toàn bộ đều không nhớ rõ. Hắn không biết lão phù thủy đối với mình dự phòng biện pháp đến cùng là cái gì. Nhưng hắn biết chỉ có chết lão phù thủy mới sẽ không tiếp tục uy hiếp đến hắn. Không chờ bao lâu, lão phù thủy đi ra, ăn tôn một mặt mỉm cười liền vội vàng tiến lên tiếp nhận dương hành lý đi thôi, ta dẫn ngươi đi mua ma trượng. Cam, ngươi tên quỷ nghèo này nơi nào đến tiền? Kế hoạch mất đi hiệu lực, ăn tôn yên lặng theo ở phía sau, tiếp tục kiên trì chờ đợi lão phù thủy dưới một sơ hở. Tấu chương xong, Hogwarts chi phù thủy sám thụy cá bão rác di hồn chú. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Ăn tôn cho rằng lão phù thủy sẽ dẫn hắn đi hẻm xéo Ollivander tiệm ma trượng nhưng cũng không có dọc theo lộn một vòng hạng một đường thâm nhập trải qua lớn nhất bó kin en bức cửa hàng cuối cùng ở một cái xem ra rất giống phế phẩm trạm thu mua cửa hàng ngừng lại vô số dùng cho luyện chế ma dược cũ nát nổi nấu quặng tại cửa xếp thành một cái núi nhỏ thương cửa tiệm một mặt khác một cái lồng sắt bên trong nuôi một cái hình thể thô to phải thiếu vài nơi rắn lần này lão phù thủy không có gọi ăn tôn ở cửa các loại dọc theo thành tốp chất đầy hàng hóa cửa hàng hành lang một đường hướng đi quầy hàng nơi đó có một cái mập mạp mặc rộng đại phù thủy bao bác gái nụ cười xem ra đặc biệt hòa ái dễ gần yêu ta thân ái phai đã lâu không gặp lão phù thủy gật gật đầu xem như là chào hỏi ngươi nơi này có còn hay không lang độc dược tề chủ tiệm nghe được câu hỏi cười đến càng vui vẻ, làng độc dược tề có thể không rẻ đây, hơn nữa ta trong tay hàng nhưng là chính tông sờ nếp giáo sư luyện chế yêu. Nguyên lai lão phù thủy gọi phai. Ăn tôn nghe được sờ nếp tên vẻ mặt hơi động, chỉ cảm thấy ở cái này xa lạ khủng bố thế giới, nghe được dù cho là tên quen thuộc đều một trận thân thiết. Nhưng mà hắn rất nhanh liền thân thiết không lên. Hắn thấy rõ ràng chủ tiệm sau lưng cái giá trên giá có cái ngà voi chế thành lớn ống đựng bút, trong ống đựng bút tùy ý cắm vào 7, 8 cây xem ra sử dụng qua mài mòn dấu vết ma trượng. Như vậy trang trí, rất khó không nhường hắn nhớ tới năm đó đi cắt huyện ăn cơm giang thời điểm nhìn thấy chiếc đũa ống. Hắn có một loại dự cảm xấu. Hắn khả năng có thể không hưởng thụ được trong tiểu thuyết loại kia cao cấp đặt làm giống như chọn ma trượng cảnh tượng. Cát, quả nhiên là cái quỷ nghèo lão phù thủy phai theo lão bản một cái miếng đồng một cái miếng đồng qua lại lôi kéo mặc cặp cuối cùng buồn bực chỉ vào sau lưng nàng chiếc đũa ống, người cái kia ma trượng cho ta hai cái. Không cho coi như ta tiền, lại vẫn là hai cái. Ăn tôn thực sự không cách nào nhổ nước bọt, rất muốn theo lão phù thủy nói, bằng không lão ra ngài cũng mua hai cái, như vậy sau đó ăn mì liền không cần cái thìa. Lão bản không đáp ứng cuối cùng lấy kèm tặng một cái ma trượng cũ để đánh đổi, kết thúc trận này dài lâu rằng co mặc cả. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi kiếm lời rất nhiều. Lão phù thủy tiện tay từ bên cạnh trên khung hàng kéo một cái dược thảo hạ xuống, để vào chính mình phù thủy bào trong túi. Hùng hùng hổ hổ đi. Chủ tiệm ở phía sau quầy cười híp mắt kêu, hoan nghênh lần sau trở lại dọc theo hẻm nocton tiếp tục hướng về nơi sâu xa đi đến dần dần phòng ốc trở nên lất pha lất phất quẹo đi một cái hồ nước khổng lồ xuất hiện ở trước mắt hồ nước bên cạnh to lớn tiểu tiểu hồ loạn xây cất nhà trải rộng lão phù thủy mang theo ăn tôn đi tới góc tối nhất một cái đất trống bên trong ở vào mấy cây cao to cây cối sau khi Nơi này có một căn nhà an toàn, theo lão phù thủy tiếng nói vừa dứt một căn siêu siêu vẹo vẹo ba tầng nhà xuất hiện ở ăng tôn trước mắt. Cái kia thô giáp tấm ván gỗ gần như sắp kề sát ăng tôn mũi. Sợ đến hắn vội vã lùi về sau một bước. Lão phù thủy đắc ý cười, đây là ta kế thừa từ lão sư ta nhà an toàn, nó cần cực kỳ phức tạp cùng mạnh mẽ ma pháp mới có thể thực hiện chỉ có biết nơi này có nhà an toàn người mới có thể nhìn thấy cùng chạm được nó. Ăn tôn sừng sốt một chút, trong nháy mắt liền phản ứng lại, nói cách khác, nếu như lại cũng không người nào biết nơi này, nó đem hoàn toàn biến mất ở tất cả mọi người tầm nhìn bên trong. Cho rằng không tồn tại, có thể nói như vậy lão phù thủy cảm khái xem hướng bốn phía, đáng tiếc ta chỉ là cái vụng về học đồ, cũng không có học được lão sư này một ma pháp, nó đem ở chừng 10 năm sau triệt để mất đi hiệu lực. Đi tới nhà an toàn sau, hai người thức ăn có hiện ra cải thiện. Một bát mì vẩy dầu, phối hợp một chén nhỏ rượu. Là, nhiều hơn một loại ngọt ngào rượu trái cây, ở hầm bên trong chất thành rất nhiều mỗi ngày ăn tiểu mạch chế phẩm, trừ mặt trên mỏng manh một tầng dầu, cũng không gặp lại bất kỳ thức ăn mặn, ăn tôn cảm thấy đây căn bản không khỏe mạnh. Lão phù thủy đem lồng sắt từ dương hành lý lấy đi ra, xem cái kia lao lực dáng vẻ, nhường ăn tôn triệt để xác nhận cái này hắc phù thủy dĩ nhiên thật không hiểu trôi nổi chú. Đây là cái gì thái quá hành vi? Hắn nhưng là sẽ tam đại không thể tha thứ chú Crucio không hắn nên tam đại không thể tha thứ chú đều sẽ hiện tại ta dạy cho ngươi di hồn chú xem như là đoạt hồn chú cái này hắc ma pháp một cái chi nhánh bây giờ hiểu người cũng không nhiều lão phù thủy một bộ ngươi kiếm được dáng dấp ăng tôn cầm lấy ma trượng cũ một mặt mê man fk ngươi vừa lên đến liền muốn dạy ta như thế phức tạp ma chú chúng ta không cần trước tiên từ đơn giản nhất bắt đầu lão phù thủy thô bạo đem lang độc dược tề cho trong lồng sắt người trung niên đút xuống, lang độc dược tề cần ở đêm trăng tròn trước một tuần cho lang nhân uy xuống. Nó có thể khiến biến thân lang nhân thời điểm duy trì tỉnh táo, này một tuần lễ, người muốn học cái này ma chú, nếu như ngươi hỏng ta chuyện tốt. Lão phù thủy sắc mặt lạnh lẽo, trong tay ma trượng vung vẩy, ta liền để ngươi lĩnh hội một cái giết chóc chú mùi vị tin tưởng ta ở trên thế giới này không người nào có thể ở giết chóc chú dưới sống sót a à, Harry Potter sống sót đàn hồi chúng chiêu Voldemort cũng sống sót ăn tôn đáy lòng nhổ nước bọt cuối cùng hóa thành thở dài nhưng ta không phải bọn họ một tuần học được một cái sánh ngang tam đại không thể tha thứ chú trình độ như thế này hắc ma pháp không học được chính là chết quả thực quá bất hợp lý Lão phù thủy hiển nhiên không có dạy hắn cái khác bất kỳ ma chú ý nghĩ. Cầm lấy ma trượng, múa lên, ra hiệu ăn tôn học thủ thế. Sau khi từng chút chỉnh lý hắn tư thế, muốn thành công phóng thích một cái ma chú, tổng cộng muốn làm đến ba cái phương diện, lão phù thủy dạy học rất có một bộ, ngắn gọn gọn gàng, thẳng nắm trọng điểm thủ thế, đặc biệt là người mới học, mày may thủ thế cũng không thể sai, ma chú, không giống âm điệu cùng dừng lại, đều là thích chú thành bại căn cứ. Cuối cùng, ngươi cần điều lấy ngươi trong lòng đối ứng tâm tình, lão phù thủy đem di hồn chú thần chú di hồn xuất khiếu ngăn ngắn mấy cái từ đơn, một cái âm tiết một cái âm tiết giảng dài. Tâm tình, hoặc là nói phù thủy ý chí, trực tiếp quyết định ma chú phóng thích thành bại cùng uy lực đang giải phóng di hồn chú thời điểm, trong lòng ngươi muốn tràn ngập quyết trí tiến lên khí thế cùng kiên quyết không rời quyết tâm. Ăng tôn nghi hoặc này hình như là chính diện tâm tình, không phải nói hắc ma pháp cũng phải cần tâm tình tiêu cực sao, lão phù thủy hiếm thấy cười ha ha, ai nói cho ngươi đây là hắc ma pháp. Cười xong, hắn sắc mặt lạnh lẽo, cố gắng luyện tập đi, ngươi chỉ có một tuần lễ. Vị này hỉ nộ vô thường ăn tôn đã sớm kiến thức cái đủ đủ, có lúc quay lưng hắn quét rác, cũng có thể đột nhiên một phát ác chú bay tới. Quyết trí tiến lên khí thế cùng kiên quyết không rời quyết tâm, loại này tâm tình, tựa hồ không khó đạt đến. Ăn tôn rất nghi hoặc nếu là như vậy, tại sao chiêu này ma chú sẽ dần dần thất truyền, đến hiện tại hiểu người như vậy thiếu. Hắn nhắm chặt mắt lại, trống rỗng trong đầu một cái hình ảnh dần dần rõ ràng lên. Đó là ở một tuần lễ sau đêm trăng tròn, lão phù thủy giống to gọi mình bắn ra pháp thuật có thể chính mình mặc kệ cố gắng thế nào đều thích không thả ra được. Liền, lão phù thủy ma trượng sáng lên hào quang màu xanh sẫm, cái kia nuốt sống người ta vẻ mặt cực kỳ khủng bố. Vào giờ phút này, trừ liều mạng đã sớm không có bất kỳ biện pháp nào, ăn tôn đã sớm lặng lẽ đứng ở một chậu thuốc bột bên, nắm lên đến chính là dương lên, chợp mắt lão phù thủy mát. Tiếp đó, hắn rút ra trong phòng bếp đã sớm mài đến sắc bén lóc xương đau, ôm hoặc là sinh hoặc là chết quyết tâm nhào tới. Đây chính là ăn tôn đáy lòng cuối cùng bất đắc dĩ nhất dự án, cầm đau vật lộn. Ăn tôn đột nhiên mở mắt ra, vùng vẩy ma trượng, di hồn xuất khiếu. Một đạo thần chú ánh sáng lấp lóe hào quang màu u lam từ ma trượng phía trước kéo dài, một đường sông về phía trước, cuối cùng đi vào lão phù thủy lồng ngực làm sao có khả năng? Lão phù thủy trợn to mát. tấu trương xong, Hogwarts chi phù thủy xám thủy cá bão giác quý ông mơ mộng ngớ ngẩn. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, ăn tôn cuối cùng cũng coi như là biết di hồn chú cụ thể tác dụng. Theo ma chú bị kích phát, hắn chỉ cảm thấy cả người bị một cái to lớn móc ôm lấy chán, dọc theo ma chú phóng ra ánh sáng sông về phía trước qua đi sau đó hắn như cách nước con cá lại lần nữa nhảy xuống nước loại kia bị lôi kéo cảm giác lại lần nữa trở nên ung dung hoảng hốt một lát sau hắn kinh ngạc đến ngây người mà cảm thụ thân thể chính mình một loại cực kỳ tuổi già suy yếu cảm giác từ thân thể nơi sâu xa truyền đến hắn nhọc nhằn nhìn về phía trước chỉ thấy một cái tiểu phù thủy đứng ở trước mặt chính mình đó là chính mình hắn dĩ nhiên cùng lão phù thủy trao đổi thân thể cũng là lúc này, hắn mới triệt để thấy rõ chính mình xuyên qua mà đến thân thể là cái gì dáng dấp. Mái tóc màu đỏ, so với ngày hôm nay ở hẻm xéo nhìn thấy giòn một nhà màu sắc nhạt một điểm, hiện ra bạc kim màu sắc. Trong mắt màu xanh lam nhạt, da thịt trắng nõn. Trừ không có tàn nhang, hắn dĩ nhiên theo giòn dài đến có từng điểm từng điểm như. Thân thích. Anton tôn không biết nhưng hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng john tại sao nhìn mình chằm chằm vẫn nhìn chưa kịp nhìn ra càng cẩn thận một luồng cực kỳ trống vắng cảm giác ở nội tâm tràn lan hắn giống như bị lôi kéo thật dài dây thun trong nháy mắt bị bắn ngược về thân thể của chính mình lại lần nữa mở mắt ra chỉ thấy lão phù thủy bước nhanh đi lên đem một ly rượu trái cây đổ vào hắn trong miệng trong mắt dường như nhìn tuyệt thế chân bảo như thế, cà cà cả ngươi sẽ là ta tốt nhất học đồ, như vậy thiên phú, ngươi thực sự là quá hữu dụng, quá hữu dụng là có ý gì? Nhưng ít ra lão phù thủy thái độ đối với hắn tốt hơn rất nhiều, thậm chí còn thân thiết gọi hắn đi lầu một một gian phòng ngủ nhỏ nghỉ ngơi. Trừ thu hồi cái kia ma trượng cũ, ăn tôn dòng dã ngủ hai ngày, này mới chậm lại trong đầu vẫn như cũ truyền đến mơ hồ đâm nhói cảm giác, hắn suy đoán có phải là hắn hay không phóng thích vượt qua năng lực chính mình phạm trù ma pháp duyên cớ. Hắn có thể cảm nhận được chính mình suy yếu, rất muốn nằm lại trên giường ngủ tiếp cái giác. Nhưng không được, hắn đã đói bụng hai ngày, lại không nấu cơm, hắn đến chết đói. Lão phù thủy hiển nhiên mới vừa vừa ra cửa trở về, trên người bồng bềnh nhàn nhạt thịt cừu cùng mùi bia liền, ăn tôn càng cảm giác mình đói bụng. Thở dài, liền đừng hy vọng lão phù thủy có thể làm cho hắn ăn một bữa tốt, đơn giản nấu một bát một loại mì, ăn tôn trực tiếp ngồi xổm ở kệ bếp bên ăn được đầu đầy mồ hôi. Quả nhiên, giấc ngủ cùng ăn uống là nhân loại khôi phục tự thân phương pháp tốt nhất. Cảm giác tinh thần tốt hơn rất nhiều, mới vừa đi ra nhà bếp, liền lại bị mắt sắc lão phù thủy kéo bắt đầu xử lý chất đầy góc tường thảo dược phơi huyết thảo chỉ có thể muốn lá cây bộ phận, nhất định phải lựa cẩn thận, không thể có một tia bộ dễ lẫn vào. Lão phù thủy hai chồng mắt bắn ra nói đùa ánh sáng, tin tưởng ta, người nhất định không muốn chính mình uống thuốc tề sau khi chết vào lượng lớn thiếu máu. Ăn tôn kinh ngạc đến ngây người, đây là cho ta uống, lựa tốt sau, theo lấm tấm hổ cỏ đồng thời đập nát, đổ vào salamander trong máu, chờ nó sôi trào lên sau, đem này con lích ném vào lão phù thủy ở rượu, chậm rãi xoay người, loạn trò loạn trọng nắm lấy cầu thang tay vịn. Động tác nhanh lên một chút, đáng chết, người đã lãng phí ta hai ngày thời gian, đến thời điểm không kịp ngươi phải chết chắc, lão phù thủy lầm bầm đi lên lầu. Ăn tôn bĩu môi, sợ không kịp liền không thể mình làm sao. Lần này điều phối ma dược là cho mình uống. Hắn nhìn các loại lung ta lung tung nguyên liệu cảm giác sợ đến hoàng. Bên trong dĩ nhiên có một lồng con chuột cùng vài con sâu lông. Này đã không phải lần đầu tiên uống xong ma dược, có một lần Ăn Tôn uống một loại nào đó kỳ kỳ quái quái dính nhơm nhớp ma dược, toàn thân mọc đầy bong bóng, kém chút không mất nước mà chết. Nhất định phải có kiên trì, Ăn Tôn hít một hơi thật sâu, hắn không thể hoảng, hoảng hốt liền sẽ sai lầm cái này lão phù thủy không phải là cái gì người lương thiện, vẻn vẹn là ở ngay trước mặt hắn, ngăn ngắn hai tháng này đến liền giết bảy, tám người. Hắn có thể hay không giết mình? Chuyện này quả thật là đều không cần hoài nghi vấn đề, cái này hắc phù thủy đã giết không chỉ một cái học đồ, trong đó một lần nguyên nhân dĩ nhiên chỉ là tâm tình không tốt. Mang theo găng tay, ăn tôn yên lặng mà đảo dược thảo từng điểm từng điểm, đem trong lòng hoảng sợ cùng sát ý chơi đùa thành nước tương, triệt để chôn vào đáy lòng nơi sâu xa nhất. Này một phần dược tề mức độ phức tạp quả thực vượt qua ăn tôn tưởng tượng. Dính đến ba mươi mấy loại dược liệu điều chế, có thậm chí càng bắt được dưới thái dương bạo phơi, có muốn đốt thành cho. Trung gian còn muốn khoảng cách tĩnh trí một ngày cùng ba ngày lão phù thủy tìm đến một cái kim loại chế lớn thập tự giá, dùng xiềng xích đem người đàn ông trung niên trói lại lên, ngày mai chính là đêm trăng tròn, ngươi thời gian không nhiều. Lời này không phải đối với lang nhân nói, mà là ăn tôn. Ăn tôn cúi đầu không nói, yên lặng mà cầm ma trượng cũ quấy dược tề, có thể cảm giác được ma lực dọc theo ma trượng từng chút bị này nồi nước tề hấp thu màu xanh sẫm nước thuốc bốc lên từng cái từng cái sền sệt bong bóng ở ma lực dưới ảnh hưởng từng tia một màu đỏ nhạt lan tràn ra hắn một bên duy trì ma lực chuyển vận một bên cân nhắc chính mình duy nhất sẽ di hồn chú xem qua tiểu thuyết hắn biết vài chủng ma chú thần chú nhưng hắn không biết thi pháp thủ thế không biết điều động là cái gì tâm tình thậm chí đúng hay không mỗi một loại ma chú đều cần tâm tình này đều là một nghi vấn như vậy, di hồn chú có được hay không trực tiếp cho rằng thủ đoạn công kích. Lại lần nữa cho lão phù thủy đến một hồi, ở di hồn đến thân thể đối phương trong nháy mắt chép lại trên bàn đao nhỏ cho cổ của chính mình đến một hồi. Hắn không biết có thể hay không tạo thành chính mình tử vong, mà lão phù thủy tiến vào thân thể mình thu được tân sinh kết cục. Ăn tôn đối với ma chú hiểu rõ thực sự quá ít, rốt cục nước thuốc triệt để điều hòa xong xuôi chỉ còn đáy nổi một vệt trong suốt màu hồng nhạt dược thủy dược thủy bên trong lập lòe màu xanh sẫm lấm ta lấm tấm xem ra đẹp vô cùng ha ha tương đương lão phù thủy nhìn chằm chằm dược thủy vui vẻ như thế cao phẩm chất cần luyện chế dược tề lòng người bên trong tràn ngập ác ý vẻ mặt của hắn một nửa là trêu chọc một nửa là nói đùa chỉ có nồng nặc ác ý mới có thể có như thế hoàn mỹ phẩm chất lão phù thủy than thở rút ra chính mình ma trượng như vậy ta nên khen thưởng ngươi một chút gì đây xuyên ruột đục xương crucio ma chú ánh sáng dọc theo không khí nhanh chóng lan lộn tiến lên trong nháy mắt đến ăn tôn lồng ngực quả thực là không kịp phản ứng vô số đau nhỏ ở trong người điên cuồng cắt chém ăng tôn phát sinh thê lương tiếng gào đau đớn a a ôi hắn dùng sức nắm lấy sàn nhà khe hở cắn răng không để cho mình lại lần nữa phát sinh đau đớn âm thanh nhìn chằm chằm mặt đất ánh mắt trở nên cực kỳ lạnh lẽo trừ người vũ khí xpeliamus ăng tôn trong tay ma trượng cũ bay lượn rơi vào lão phù thủy trong tay người nên học được nghe từ vận mệnh sắp xếp đàng hoàng lão phù thủy huyết sáo, đi tới bàn của chính mình trước ngồi xuống, thu thập bắt tay bản thảo để vào trong dương hành lý. Hắn quay đầu nhìn về phía người trung niên, liền còn lại bước cuối cùng, ha ha, ta thí nghiệm liền phải hoàn thành. Người trung niên kia nhìn co quắp trên mặt đất ăn tôn, thở dài, ngươi không nên như vậy đối với một đứa bé, ha ha. Lão phù thủy cười, thực sự là hiếm lạ, ngươi cũng là bởi vì muốn tập kích tiểu phù thủy mới bị ta nắm lấy, không, ta biến thân lang nhân sau căn bản không khống chế được chính mình, ta bản thân cũng không có ác ý. Người trung niên trong mắt lập lè thống khổ, ta vốn là đem mình nhốt lại, có người động chân động tay, mở ra cửa phòng của ta, cố ý nhường ta đi ra ngoài hại người. Lão phù thủy thổi cái huyết sáo, rất tốt, ngươi cảm động ta. Ta quyết định ở thí nghiệm tư liệu bên trong ghi chép tên của ngươi, lấy khen thưởng ngươi đối với cái này vĩ đại thí nghiệm cống hiến. Người tên gì? Người đàn ông trung niên tự diễu cười, quý ông mơ mộng ngớ ngẩn, rất tuyệt tên, lão phù thủy cười hít mắt cầm lấy bút lông ngỗng. Nằm trên mặt đất co giật ăn tôn con mắt đều sáng lên. Quý ông mơ mộng ngớ ngẩn. Này không phải là lui panh sao? Vị này thực lực có thể không yếu, có thể bị đam bơ đo tuyển chọn gia nhập hội Phượng Hoàng không một cái đơn giản. Như vậy, hắn khả năng cần một căn ma trưởng. Tấu trương xong quốc chi phù thủy xám thủy cá bão rác lên đi, quý ông mơ mộng ngớ ngẩn. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, ma trượng nhẹ nhàng loáng một cái cửa sổ sát đất phía trước màn che tự động hướng về hai bên phải trái di động. Ánh trăng, hướng về trong phòng chút xuống đi vào. Li Panh trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn ngoài cửa sổ trăng tròn, đừng như vậy, tuyệt đối đừng như vậy, không, lão phù thủy ca 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 cười, thả lòng. Chỉ chốc lát sau, nồng nặc lông sói bao trùm lui panh thân thể, trong đầu của hắn phảng phất chứa một con hiếu động thỏ, không ngừng trái đột phải va. Cuối cùng, hóa thành một cái to lớn đầu sói. Nửa treo ở giữa không trung lui panh trở nên to lớn, hai chân chi chống đất, dãy ruộng nhường xiềng xích vang lên ảo ảo. Cỡ nào hoàn mỹ ma pháp Animagus? Lão phù thủy thán phục phảng phất nhìn một cái tác phẩm nghệ thuật. Người biết không? hắn giống như điên xoay đầu lại nhìn về phía ăng tôn trong mắt che kín tơ máu hay mắt hưng phấn đến muốn đột xuất đến như thế bọn họ cũng không hiểu đây chính là hoàn mỹ ma pháp animagus trên thế giới duy nhất nhân loại có thể biến thân ma pháp sinh vật một loại có thể dễ dàng phục chế khủng bố cỗ máy chiến tranh chia năm xẻ bảy ma chú ánh sáng lấp lóe Hào quang nổ ở luy banh trên người, mấy cây lông sói bay tán loạn, lỏa lộ ra ra rẻ vẻn vẹn chỉ là một điểm chầy ra. Nhìn, nhìn, lão phù thủy chặc chặc có tiếng, nhiều hoàn mỹ à. Càng ngợi cổ đại các phù thủy, hắn cười ha ha, càng ngợi bọn họ vĩ đại tiên phong, sáng tạo trên thế giới duy nhất ma pháp sinh vật animagus. Càng ngợi Damerco Belbi, là hắn phát minh lang độc dược tề, bù đắp lang nhân không có lý trí sở đoàn ca ngợi alice phi ta sắp sửa cái tiến này một ma pháp khiến người bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể biến thành lang nhân ở lang nhân gào thét bên trong lão phù thủy điên rồi giống như kêu to ma trượng vung vẩy chỉ vào ăn tôn mau đưa ngươi làm tốt phù thủy con mắt dược tề uống vào ăng tôn trầm mặc chốc lát cuối cùng bưng lên bình thuốc một cái khó chịu xuống từng trận lạnh lẽo dội rửa đầu óc của hắn, đột nhiên, hắn nghi hoặc mà trừng mắt nhìn. Hắn phát hiện, chính mình nhiều một viên con mát. Trong tầm nhìn, lão phù thủy thành một cái hình người sáng khối, màu nâu xám bên trong hỗn tạp từng tia một màu xanh sẫm, những kia màu xanh sẫm vật dạng tia thật giống nứt ra hoa văn. Chỉ phải cẩn thận đến xem, đại thể có thể phân biệt ra được ba cái kỳ lạ đồ án theo trên cổ tay hắn đồ án bên trong phù văn giống nhau như đốt. Cúi đầu, nhìn như lồi lõm lâu năm thiếu tu sửa sàn gỗ bên dưới, màu nâu xám khối màu cùng màu xanh sẫm sợi tơ xây dựng kỳ lạ hoa văn lập lòe ma pháp trận ánh sáng. ngẩng đầu lên, vô số màu lam nhạt đường nét tràn ngập ở lui panh thể nội, những này đường nét như biển rộng thủy triều giống như sôi trào mãnh liệt vặn vẹo. Cái cảm giác này cực kỳ quỷ dị hơn nữa mỗi nhiều quan sát một ít đồ, đầu của hắn liền như là chịu đựng không được những tin tức này giống như muốn nứt ra rồi như thế. Khó chịu đến hắn thẳng buồn nôn, một trận nôn khan. Ha ha tương đương, lão phù thủy phát sinh cuồng loạn tiếng cười, ta nghiên cứu ra ma dược rất thần kỳ đúng không, nhanh, quay về này con người sói phóng thích di hồn chú. Lão phù thủy kích động đem ma trượng cũ đưa cho ăn tôn, trong mắt nóng bỏng thiêu đốt hắn ăng tôn chỉ là rất bình tĩnh nhìn hắn lão sư nếu cái này ma dược thần kỳ như vậy ngươi tại sao không chính mình uống ở lão phù thủy lo lắng thời điểm đưa ra nghi vấn hoặc là bị một phát ác chú nổ bay hoặc là lão phù thủy liền sẽ không chút nghĩ ngợi nhanh chóng trả lời vấn đề của chính mình đây là ăng tôn tổng kết kinh nghiệm hắn đánh cược lão phù thủy hiện tại có cầu chính mình không dám đem mình giết chết phù thủy con mắt loại này ma dược cần rất mạnh tố chất thân thể, ta thân thể đã suy yếu đến miễn cưỡng duy trì cân bằng mà thôi. Lão phù thủy lo lắng nhìn ăn tôn, ta thân thể lại cũng không chịu đựng nổi dù cho một giọt ma dược. Nhanh, ta bảo bối học đồ, nhanh quay về này con người sói phóng thích di hồn chú, nhường chúng ta tiến vào cái này vĩ đại thí nghiệm bước cuối cùng, đúng không, ăn tôn cười nhạt một tiếng vung vẩy ma trượng quay về lui panh di hồn xuất khiếu ma chú ánh sáng lấp lóe một loại sức mạnh vô hình liên tiếp hắn cùng lang nhân đúng 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 chính là như vậy lão phù thủy lo lắng cầm lấy một phần tư liệu mặt trên dùng xanh sẫm dược thủy vẽ ra một bộ quỷ dị đồ án nhanh nhắm mắt lại dùng ngươi phù thủy con mắt hướng về trong thân thể nhìn lại sau đó nói cho ta thiếu hụt những này đường nét đến cùng là cái gì ở di hồn chú cùng dược tề song trọng ảnh hưởng ăng tôn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều đang điên cuồng run run một loại cực kỳ hoang mang cảm giác gãi hắn đầu đầu cũng có điên cuồng vận động đường nét hoa mắt đến nhường hắn muốn nôn có thể là nhiều lần crucio trải qua nhường hắn dần dần chống đỡ được hắn chăm chú nhìn chằm chằm thể nội phun trào hình ảnh rốt cục nhìn thấy từng đạo từng đạo màu xanh sẫm vết nứt phẳng phất là đường nét như thế theo toàn thể phun trào mà làm kỳ dị thoải mái trương khép kín. Thần kỳ mà tươi đẹp đồ án. Rốt cục phẳng phất là kéo căng dây thun chống đỡ đến cuối cùng, hắn bị một cái to lớn sức mạnh kéo trở lại. Thở dốc dùng sức thở dốc như nghẹt thở đã lâu như thế. Hoặc là nói, xác thực rất lâu, hắn ngơ ngác nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ cùng khôi phục hình người lui panh đã là buổi trưa, nhưng hắn chỉ là cảm giác qua mấy phút mà thôi. Nhanh, lão phù thủy lo lắng đem một tấm giấy da dê phóng tới trước mặt thừa dịp ngươi hiện tại còn nhớ, nhanh giúp ta đem đồ án bù đáp. Tấm này giấy da dê hiển nhiên đã bị ghi chép qua rất nhiều lần, vài nơi mực nước màu sắc đều không giống nhau. Ăn tôn mím mím miệng, tiếp nhận bút lông ngỗng cẩn thận bổ sung ha ha, hoàn mỹ, hoàn mỹ, lão phù thủy nhìn liên tiếp lại bút pháp thán phục liên tục, lại nhìn trong đó một cái nhíu mày, không đúng, nơi này làm sao sẽ là muốn tiếp ở đây, đây là ý gì? Bởi vì này điều là ta cố ý vẽ sai. Ăn tôn cười hì hì, nhìn chằm chằm lão phù thủy thần thái. Loại này giống thật mà là giả đường nét, nhất định rất hao tổn tâm trí đi, nhất định sẽ khổ sở suy nghĩ đi hai tháng quan sát, hắn quá hiểu cái này hắc phù thủy. Chính là một cái không chưa thủ đoạn nào làm ma pháp nghiên cứu người điên, gặp phải khó có thể nghĩ thông vấn đề, thậm chí có thể ngơ ngác đứng cả ngày. Mà ở như thế một cái thời khác, ăn tôn lặng lẽ mang lên phía sau mình bình thuốc, đây là hắn mới vừa uống xong dược tề đặc biệt thả vị trí, mục đích chính là không nhường lão phù thủy chú ý tới. Bởi vì bên trong dược tề còn sót lại một ngụm nhỏ nhìn cái này rơi vào cử chỉ điên rồ lão đầu, ngước đầu, ánh mắt mê ly, miệng lẩm bẩm mà xa vào dại ra trạng thái. Ha ha, rốt cục nhường ta tìm tới thời cơ. Thân thể đã yếu đuối đến không thể chịu đựng dù cho một giọt ma dược đúng không? Xem, trong tay ta vừa vặn thì có đây. Không đúng, không đúng lão phù thủy còn ở bên kia lẩm bẩm đột nhiên cảm giác một tia lạnh lẽo tràn vào trong miệng ùng ục ùng ục phần lớn đều sặc đi ra nhưng cũng uống hạ xuống không ít hắn trợn to mắt không dám tin tưởng nhìn ăn tôn trong tay bình thuốc ngươi ăn tôn hơi cười cái tay còn lại đã sớm đưa đến giữa không trung đột nhiên một phát bắt được hắn ma trượng kéo xuống trên đất lộn một vòng đi tới lang nhân giá sắt bên không không lão phù thủy trên người xuất hiện từng đạo từng đạo màu xanh sẫm vết dạn nứt không vết dạn nứt càng lúc càng lớn càng là có một cái ánh sáng hoa văn trực tiếp từ cổ áo dưới kéo dài mà lên đem đầu của hắn chia ra làm hai mà này dĩ nhiên còn chưa chết người dĩ nhiên cho ta uống ma dược người cái này đáng chết ngu xuẩn a à, tương đương hắn phát sinh thê lương tiếng giống giận dữ so với bị dằn vặt ăn tôn tiếng kêu càng to lớn hơn mau đưa ta ma trượng trả còn cho ta lão phù thủy dùng sức vung vẩy bắt tay chỉ một đạo ma chú ánh sáng bắn tới dựa vào không trượng thi pháp tốc độ cực nhanh căn bản khó có thể tránh né Ăn tôn lảo đảo một cái, ngã xuống đất, nhưng mà con mắt của hắn nhưng sáng lên, Crucio, hơn nữa là so với bình thường yếu hóa rất nhiều Crucio. Đồ chơi này hắn có thể quá quen thuộc, hai tháng này ba ngày hai đầu đến một phát, bộ thân thể này quả thực không muốn quá quen thuộc Crucio mùi vị. Hắn cắn răng bò lên, đem lão phù thủy ma trượng nhét vào lui panh trong tay. Lui Panh kinh ngạc đến ngây người nhìn cục diện này, nhẹ nhàng rung động ma trượng, trên người xiềng xích hết mức bóc ra. Hắn lại dơ dơ ma trượng, đem lão phù thủy phóng tới Crucio đánh bay. Cười híp mắt quay đầu nhìn về phía ngã ngồi trên mặt đất ăn tôn, tên của ta gọi Lui Panh, tấu trương xong.